Người chỉ còn có mối da với xương với hai cái hốc mắt thôi mà. Đấy. Thưa quý vị là như thế. Hầu như là chúng tôi đã và đang cố gắng, còn một cái le lói một chút cái sức lực ở trong mình để cố gắng và đi thôi. Thì đang đi như vậy thì thấy có một cái thằng đi đằng sau tôi nói bảo: anh ơi, có cây có chuối chín anh kìa, có cây chuối rừng chín này trước mặt anh á. Thì tôi mới ngước lên thì tôi mới thấy đúng một cây chuối rừng chín, rất nhiều quả chín lắm, mừng lắm. Anh nào anh ấy mừng lắm. Thế bảo: anh cao, anh với tay anh bứt được, để bọn em dựa cho anh. Thế là 5-6 anh em đứng xung vây lấy tôi, giữ cho tôi đứng để tôi cố gắng. Vì nếu như mà mình tôi đang đứng mà tôi vươn tay, tôi giơ tay lên là tôi ngã ngay. Đấy, vì rất là yếu rồi. Cho nên là mấy anh là giữ cho tôi để tôi với cái tay lên, rướn tay lên tới bứt chuối. Khi tôi rướn lên thì tất cả 5-6 anh em ngã hết, ngã một đống luôn. Thế là hầu như anh em tôi nằm lặng luôn, rất là lâu. Thế bỗng nhiên tôi nghe nói là thấy một anh bảo: anh ơi, chuối kìa, chuối rụng đầy rồi hết xuống dưới đất rồi anh ạ. Thế là hóa ra là anh em tôi ngã thì lại ngã vào thân cây chuối. Thế cây chuối nó rung lên. Thế là chuối thì chuối chín lâu ngày, đụng một gốc cây thì bắt đầu là rụng hết xuống. Tức là anh nào ấy nói mừng lắm. Thế là mỗi anh cầm một quả. Nhưng mà quý vị có biết không, chúng tôi không ăn được một miếng nào cả. Cái chuối rừng chín nói là chín, bên ngoài là cái vỏ nó khô rồi, nó đen, nó đét lại, nó dính, nó chỉ là một cái lớp màng bóng, cái giống như cái vỏ nó đen xì như thế, mà rất là mỏng, nó dính bên ngoài quả chuối. Khi bóc ra, chỉ có hạt không là hạt, không hề có một cái gì ở bên trong cả. Cố gắng bỏ vào mồm để mút mút lấy những cái tớt xung quanh của cái hạt của cái chuối đấy, chuối rừng đấy, cũng không có mà mút nữa kìa. Không tưởng là anh em là vớ được cái đó là cũng thích lắm đấy. Thế nhưng mà cuối cùng rồi anh em tiêu nghỉu nhìn nhau buồn rười rượi. Rồi chúng tôi bỏ chuối xuống, rồi tất cả đấy anh em nằm chồng lên nhau như vậy. Và không biết chúng tôi nằm bao lâu nữa đấy, vì lúc đấy cũng không cần biết nữa là đội hình đi trước đã đi đến đâu, họ đi nhanh hay đi chậm, chúng tôi cũng không quan tâm nữa. Chúng tôi chỉ biết rằng là nấy anh em ta đấy, dù sống dù chết thì ta cùng đi với nhau đấy. Thì vì đã phân hóa rồi, cái người khỏe nó đi mất rồi, hầu như còn mỗi anh em chúng tôi thôi. Đấy. Đấy. Có một cái chuyện mà tôi cũng chưa kể, tôi quên, tôi chưa nói đến. Tức là đang đi á, thì nhận được cái anh nhận được cái ở bên trên truyền xuống là ở dưới đội hình đơn vị còn nào người khỏe hay không thì lên khênh tiểu đoàn phó. Đó, có cái chuyện là ông tiểu đoàn phó lại với lý do là ông bị đi ỉa chạy, cho nên bị kiệt sức, bây giờ cũng không đi được. Cho nên là đề nghị là các đơn vị đi phía sau, còn người khỏe hay không thì cử lên để khanh tiểu đoàn phó. Thì tin được xuống đến chỗ bộ phận tôi, thì chúng tôi nhìn nhau với tôi, đến chúng tôi bước không nổi nữa chà, nói là đi khanh tiểu đoàn phó. Và cũng không có phản hồi nào lại cả, chúng tôi cũng không phản hồi lại phía trước là có khanh được hay không. Đấy. Coi như là một tin từ trên xuống nhưng mà không có hồi âm trở lại. Đó. Thế thì chúng tôi tiếp tục đi như vậy, đi trong một cái điều kiện mà đi chậm lắm. Đi một ngày chắc có lẽ không biết chắc được cây số hay không. Đi kiểu giật dẹo như vậy, khổ như vậy. Hầu như có lẽ là tôi ngã liên tục, chứ ngã rồi lại đứng dậy. Nhưng mà không đứng ngay được, chứ cả có lúc khoảng 15-20 phút dò dẫm rồi lại mới đứng dậy đi tiếp được. Đấy, nó kiệt sức đến mức độ như vậy. Thế thì thấy phía trước chuyển lại là: anh ơi, cố gắng lên, còn 3 ngày nữa thôi. Sau 3 ngày lúc đấy nó dài đến thế, nó dài khủng khiếp. Mà chứ cảm giác là cái 3 ngày đấy liệu mình có vượt qua được hay không. Thế thì
Chúng tôi cứ đi như vậy, cũng không ngủ, không nghỉ, chứ dọ dẫm đi, khi nào mệt thì ngồi. Có lúc lá đi, sau đấy tỉnh dậy lại đi, tỉnh dậy lại đi, không cần biết nữa, không biết ngủ dài hay ngủ ngắn nữa. Còn đấy anh em thôi, tầm khoảng chục người. Thì chúng tôi đi đến một cái suối, cái suối thì thấy anh em nói là có người truyền lại là cái người đi đầu á đã ra đến bản cách mạng rồi. Đấy, người khỏe đã ra bản cách mạng rồi. Đấy. Thế thì anh em tôi mới dừng lại bên con suối, thì với hy vọng là bên cái bờ suối đấy thì có thể có các cái cây mà có thể ăn được. Thì quyết định là anh em dừng lại, rồi ra cái cánh rừng bên cạnh dò dẫm kiếm một cái gì đó xem có ăn được không. Hy vọng là như vậy. Thì anh em chúng tôi cũng tản ra, thật ra là mệt lắm, yếu lắm, làm sao mà đi được nữa mà đi kiếm ăn. Thì cũng chỉ bò ra, cạy ra cái mép rừng đấy thôi, mép suối thôi, hy vọng ở cái bờ suối đấy có cái gì để mà ăn thôi. Đấy, thế khi tôi đang ngồi vô dựa vào gốc cây, thì tôi mới cầm cái ba lô của tôi mới nâng lên. Tôi mới phát hiện một lạ, tại sao lại có gạo rơi trong túi ba lô mình rơi ra. Tôi mới giật mình, gạo thì hết lâu rồi, làm sao mà lại gạo lại rơi từ trong dưới đáy ba lô, nó rơi ra. Thế tôi mới nâng lên, thì tôi thấy là ở dưới đấy nó rách một cái lỗ, ở dưới cái ba lô nó rách một cái lỗ nhỏ nhỏ, thì có một số cái hạt gạo lại rơi ra ngoài. Ê, đậy như thế chứ. Thế tôi mới vội vàng, tôi mới mở ba lô ra, thì trong ba lô lúc đấy cũng không còn gì cả, không có một cái gì cả. Thật ra là trong ba lô không còn một cái gì cả, chỉ mỗi cái ba lô không thôi. Đó. Còn quần áo là rách hết còn đâu nữa. Tức là vào trong chiến dịch thì có hai cái áo, hai bộ quần áo cũ và một bộ quần áo mới. Thì hai bộ quần áo cũ là rách vứt mất rồi. Còn trên người là cái bộ quần áo mới là hắn chưa rách thôi, nên còn mặc được. Đấy. Chứ còn trong ba lô đúng không còn một cái gì cả. Ví một cái tăng, một cái võng. Đó. Còn không còn một cái gì cả. Thế thì tôi mới mở ba lô ra, thì tôi phát hiện là ở dưới cái đáy cái ba lô là người ta may là đã may hai lớp vải. Đấy. Một lớp vải lót trong và một cái vải dưới đáy. Thì đi hành quân nhiều ngày thì mới thủng cái vải phía đáy ra, thì nó mới rơi hạt gạo ra ngoài. Thì tôi phát hiện ra là cái ba lô của tôi nó bị thủng một cái lỗ ở cái lớp vải bên trong á, nó thủng. Thì cái gạo mà những ngày trước á, khi tôi bỏ dưới đáy ba lô, nó lọt vào trong đó. Thì tôi mới vội vàng gọi mấy em lại là tao đang còn gạo. Đấy, tôi nói mấy em lại mừng lắm. Thế là xé cái phần lót trong ba lô ra, thì nó mới lộ ra một cái tảng gạo. Đấy, nó mỏng thôi, mỏng khoảng nửa cm thôi. Nhưng mà nó mốc hết rồi, mốc xanh, mốc vàng ra rồi. Nhưng mà nó dính đét lại với nhau như một miếng cháy á. Đấy. Nó đét lại như vậy và nó mốc. Thế rồi anh em mới xé hết ra, thì mới đổ ra thì cũng phải được nửa bò gạo. Mà nửa bò gạo dưới cái đáy ba lô của tôi, thì lấy tay mà bóp thì hắn cũng nát, hắn vỡ hết. Nhưng dù sao đó cũng là gạo. Anh em vui lắm, mừng lắm. Đấy, mừng lắm. Thế mới xuống suối. Mà xuống suối vì vo cho nó trôi hết cái mốc đi. Rồi bỏ vô nồi nấu. Nhưng thật ra là hắn còn cái chất gì nữa đâu. Hắn chua rồi. Ngửi được cái mùi chua chua rồi. Thế rồi anh em bắt đầu là cũng vo đi, vo sạch cái đi, xong bỏ nấu. Nấu lại thì may nó còn cái nồi mà nấu. Đấy. Nên anh em đi lại răng lại còn có một cái anh để đẹp và đeo cái nồi. Vì không phải mình đơn vị tôi, là những người ở lại đi sau cùng đây là ở nhiều đơn vị khác. Ở trung đội khác, rồi đại đội khác. Đấy. Nhưng mà đói quá là lã rồi mệt thì như tôi á, thì bị tụt lại sau thôi. Còn đơn vị tôi chỉ có 3-4 người, với cộng một số đơn vị khác nữa. Thế còn đấy anh em là rất là bắt bếp lên nấu. Thì không may là cái ngày hôm đấy là cái thời tiết nó không mưa, nó cũng là nó hơi nó quá, nó không phải là chính chính mùa mưa.
Cho nên là hắn cũng có cái ngày nắng, ngày mưa, cái ngày vẫn nắng. Người củi trong rừng thì lấy nứa về vẫn nấu được cháo. Nhà tôi nấu cháo lên thì thật ra là hắn không còn là gạo nữa, nên nấu cho hắn cũng chiếu ra cái màu nước đục lờ như nước vo gạo thế thôi. Chứ là bát thì không có. Tức là ra bên rừng thì vẫn có cái lá giống như cái cây lá dòng á, thì anh em chúng tôi mới là mỗi đứa bứt một cái lá, hoặc là lấy cái lá nào to nó khoanh lại xong múc rồi thế, chứ múc rồi chia nhau đấy, húp thì gọi là húp để động viên nhau thôi, để có hơi gạo thôi. Thế nhưng hắn cũng tỉnh ra, không tỉnh ra hắn cũng là cái động lực, phấn khởi lắm, anh em phấn khởi lắm, húp được tí cái cháo chứ coi chứ giống như là mình đã sống rồi á. Cho nên hắn tự tin hơn, cảm thấy là nghĩ có sức sống hơn. Thế thì sau khi mỗi anh là khoanh cái lá lại thì húp được ít nước cháo như vậy, thì chúng tôi tiếp tục hành quân đi theo cái bờ suối đi ra. Đấy, may là cái suối cạn và nó hơi thoải thoải nên đi nó cũng dễ. Cái lối đó gần ra đến cái bản cách mạng rồi, nên là cái người dân người ta đi nó nhiều, nó để lại các cái vết đi bên bờ suối, nó rất là dễ đi. Đấy. Thế anh em tôi thì cứ thế dò dẫm đi từng bước, không thấy một tiếng động nào nha, hầu như là yên ắng. Như vậy là tiểu đoàn chắc là ra đến nơi rồi, còn mỗi anh em chúng tôi đang ở trong đây thôi, mà cũng không thấy ai quay lại đón, không ai lại đón. Và chúng tôi đi thì lúc đó thì cũng không nhớ, nhưng mà tôi đoán tầm khoảng là từ ngày đi cho đến ngày ra đến bản cách mạng tầm khoảng 27-28 ngày. Như vậy chúng tôi phải nhịn đói ít nhất từ 12 đến 15 ngày. Đấy. Thì trong 12-15 ngày đấy ăn được cái gì? Như tôi là được một quả vả. Đấy, một số quả sung đất. Rồi cái mấy cây có mấy cái ngọn cỏ xăng. Ngoài ra không có gì bỏ mục. Đấy, suốt cả một thời gian như vậy. Hầu như còn có bao nhiêu dinh dưỡng ở trong cơ thể nó đã huy động hết bao giờ. Nó phải đi nhiều, nó lâng chân, nó buồn cười lắm, nó không còn là mình nữa kia. Đấy, hắn đi giống như lâng ba lâng bâng như vậy thôi. Đấy, đầu óc thì nó mù mờ. Đấy, lúc nhớ lúc quên nữa kia, hắn còn mức độ như vậy. Chứ rồi hắn ra đến thấy chúng tôi thấy phía bên phải là một số các cái rẫy của người dân đó, rẫy trồng lúa người ta gặt rồi. Đấy, tức là cái vụ rẫy trước đó, thì tôi biết rằng là đã đến bản cách mạng rồi. Chứ rồi hắn giống như một cái động lực á, cho nhà tôi cố gắng lắm, đi để mà sống. Khi đang đi thì tôi phát hiện bên ven đường á thì có một cái sơ mít, biết nó to bằng thằng bằng 4 ngón tay này, ném ra bên đường, chắc là người dân người ta ăn, mà mới ném ra thôi, mà lại đang còn mới. Tôi vội vàng tôi lấy lên thì tôi mới ăn thử một muối thì người ta ăn hết rồi, còn một cái sơ không thôi. Nên để xé ra mỗi thằng một cái miếng sơ như vậy, cái sơ mít như vậy, rồi ăn hết sơ, rồi ăn hết cả đến luôn cả cái vỏ của cái mít nữa, cái miếng mít đấy. Đấy. Thế rồi hắn cũng tỉnh ra được một tí. Thế thì chúng tôi tiếp tục dò dẫm đi cho đến tầm khoảng 3 giờ chiều. Chiều thì chúng anh em chúng tôi ra bản cách mạng. Ra anh bản cách mạng mà chúng tôi có điều lạ là cả một tiểu đoàn 110 người vào trong cái bản mà không có một tiếng động nào hết. Tất cả cái bản ấy yên lắng như không có bóng người. Một chết cha rồi. Ra anh bản cách mạng là đơn vị đi đâu mà không thấy ai cả, bản yên ắng như thế này. Thế thì chúng tôi tiếp tục đi đến tận bản, khi vào đến bản mới thấy là trên nhà sàn kín hết bộ đội ta. Cái bản đấy thì cũng khoảng hơn chục nóc nhà thôi, tất cả trên nhà sàn là bộ đội ta nằm liệt như vậy, không còn chỗ nằm nữa. Người ta đã bộ đội ta nằm luôn xuống cả dưới gầm cầu thang, gầm của cái nhà sàn, rồi nằm cả ra gốc cây. Tức là anh em người ta ra trước, họ được ăn rồi đấy, họ ăn rồi họ lăn, họ nằm như vậy. Cho nên tất cả nó yên lắng lạ kỳ.
Thế thì anh em tôi ra sau cùng, nên là mới nhận được một cái mệnh lệnh là hơn 10 anh em đấy chỉ được nhận một bò gạo thôi để nấu cháo mà ăn. Tôi bảo 10 người mà nhận được một bò gạo thì làm sao mà ăn được đấy. Nhưng mà cái người cấp gạo đấy họ không cho, vì sợ là anh em bị bội thực ấy. Tức là đi nhịn đói nhiều ngày mà ra mà phát gạo cho ăn nhiều, nhưng khi lại không chết đói mà lại chết no. Cho nên họ phát cho mấy anh em chúng tôi ra sau cùng ấy, được một bò gạo. Sau đó nấu cháo thì tôi cũng ăn được nửa bát. Đấy. Thì tôi vẫn chưa được kịp nghĩ thì nhận được một cái tin. Đó là sư đoàn ví điện vào cho đơn vị là đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Chắc là ra đến đó thì tiểu đoàn với điện cho sư đoàn là bị đói rồi đã rút quân ra ngoài. Nhưng sư đoàn với điện vào với tôi nhận tin là đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Nên do đó ở đơn vị ở tại đó cho nghỉ 3 ngày. Nghỉ 3 ngày để lấy lại sức, sau đó nhận bổ sung vũ khí, đạn dược, lương thực, rồi quân trang, quân dụng, tiếp tục trở vào trong chiến trường. Đó. Thế tôi mới nghĩ bảo 3 ngày thì chắc là quân ta không thể đủ sức để trở quay lại chiến trường đó đâu. Mà có vào cũng chỉ nướng quân thôi, vì yếu lắm rồi. Đấy. Tất nhiên là có những người họ cũng có sức hơn, với hai là họ trong quá trình hành quân ấy, họ không giữ kỷ luật, cho nên họ vẫn có thể không phải nhịn đói tới mười mấy ngày như chúng tôi. Họ cũng nhịn đói một tuần rồi 10 ngày thôi, họ vẫn khỏe, có người vẫn đi lại được. Đấy. Thứ hai họ không bị sốt, không bị đi ỉa chảy gì nào đấy, cho nên là họ vẫn có sức. Cho nên là tôi nghĩ chắc chắn là nếu mà quay vào chiến trường chỉ có nướng quân. Thế thì tôi được nhận được một cái tin nữa, đó là những người nào không đủ sức khỏe thì đưa về bệnh viện của trung đoàn để điều trị, và trong cái danh sách đấy là có tên tôi. Đó. Thế là tôi là được liệt vô cái diện gọi là yếu nhất, những người yếu nhất. Thế là tôi được đưa về trung đoàn. Thì tôi lúc đấy thì hầu như là khi ra đến đó có cái lạ kỳ, khi đi hành quân trong rừng mình vẫn đi thất thểu như vậy, vẫn đi được, nhưng ra đến đó không thể nào đi được nữa. Tôi phải lết, tức là ngồi xển, ngồi lết rồi đi chứ xển ở trên mặt đất như thế này. Tôi xển như đấy xuống dưới đường, để ở dưới đó có một cái ô tô, có cái ô tô thùng. Đấy. Cái xe đó thì thấp thôi, từ dưới chỗ cái mặt đất mà lên cái miệng thùng chỉ cũng cao tầm khoảng 80 phân thôi, không cao lắm. Dưới có cái xe đậu như đấy. Thì tôi mới lết, tôi đi xuống đó. Thì cái thùng xe thấp như vậy mà tôi không tài nào tôi trèo lên được cái thùng xe. Tôi loay hoay mãi mà cũng không tài nào tôi lên được cái thùng xe. Đấy. Mấy anh khác là lấy đầu lấy vai ủi cái đít tôi để nâng tôi, để tôi rơi vào trong cái thùng cũng không ủi được. Tôi cũng không thể nào tôi ấy được. Và tôi nằm ở dưới đó. Tôi nằm dưới đấy thì rất là may, một lúc sau đó, thì có cái anh lái xe. Anh mới thấy lâu quá, anh mới nghỉ anh mới xuống. Thì anh em lên xe hết rồi còn mỗi mình tôi thôi. Anh thấy tôi mình tôi phía sau. Tức là anh mới xốc cái nách của tôi, gọi là thả từ thùng xe cho tôi lên thùng xe. Thì lên thùng xe là những ai? Đó là tử sĩ, đó là thương binh và những người bị kiệt sức vì đói như anh em chúng tôi. Tức là nằm lẫn với nhau ở trên cái thùng xe đó. Thì tầm khoảng 4 rưỡi chiều thì bắt đầu xe đưa chúng tôi về đơn vị, về trung đoàn. Thì đến tầm khoảng 12 giờ đêm thì ô tô đến bệnh viện của trung đoàn. Thì mọi người là đỡ anh em tôi xuống.
thì đang đứng loay hoay như vậy thì lại nhận được một cái tin, đó là bệnh viện của trung đoàn không còn chỗ nằm nữa. Cho nên những anh nào những người mà bị kiệt sức đấy ở đơn vị nào thì trở về đơn vị đó, các y sĩ của tiểu đoàn sẽ xuống chăm sóc. Còn ở bệnh viện của trung đoàn là không còn chỗ nằm nữa. Vì không phải đơn vị tôi mà rất nhiều đơn vị khác cực trong cái lần đó cũng bị đói, cũng đói và cũng bị kiệt sức, cho nên họ nằm hết chỗ rồi, không còn chỗ đâu nằm nữa. Từ cái bệnh viện của trung đoàn đi về chỗ đại đội tôi đấy, đơn vị tôi đấy, chỗ hậu cứ đấy, thì cách tàu khoảng 300 mét thôi. Nhưng quý vị có biết là tôi đã dò dẫm, lúc đó còn mỗi mình tôi thôi. Tôi dò dẫm mà tôi đi từ cái chỗ bệnh viện đoàn theo cái bờ rào cây lỗ ô á. Ở bên Lào là các cái đơn vị, là xung quanh đơn vị là chiếc rào bằng cái bờ rào của cái cây lỗ ô. Đấy, cây lỗ ô. Và tôi cứ bám vào cái bờ rào cây lỗ ô đấy. Tôi cứ đi tí một, bước một, bước một. Đi lâu lắm. Tôi nghĩ là rất là lâu. Thế là tôi đi đến cổng của đại đội tôi. Thì tôi thấy cái thằng gác chạy ra, nó quát, bảo ai, đứng lại không tao bắn. Thế là tôi chỉ nói thều thào một câu, tao đây, kiên đây. Thế rồi tôi ngã sấp mặt xuống đó. Đấy, thì cái thằng gác, nó chạy lại tôi thì nó bảo, nó bảo, anh kiên còn sống bay à. Tức là nó lại cũng không đỡ tôi, nó lại chạy vào, nó gọi thêm mấy thằng nữa. Bắt đầu hắn sóc tôi vô trong đơn vị. Thì đơn vị đã đi chiến đấu hết rồi, chỉ còn có một số anh nuôi rồi, một số người là ốm đau ở lại thôi. Đấy, ở lại thôi. Còn đơn vị đi chiến đấu hết, không còn ai cả. Đấy. Thì anh lúc đấy thì tôi là tiểu đội trưởng, nhưng mà đang phụ trách cái trung đội 2. Chứ anh em mới đưa tôi vô chỗ cái phòng của trung đội trưởng ấy. Thì tôi lên giường tôi nằm. Thì tôi chỉ nói được có một câu thôi. Đó là bây thay cho anh bộ quần áo. Vì bộ quần áo thì anh mặc cả từ hôm đó đến nay rất lâu rồi, chưa thay cơ. Bây thay anh bộ quần áo. Và tôi không còn biết gì nữa.